Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, không phải vô cớ mà trên thị trường chứng khoán, các thông tin liên quan đến doanh nghiệp niêm yết, sở hữu những cổ phiếu mà nhà đầu tư đặt niềm tin lại trở thành những thông tin luôn được tìm kiếm, trong đó thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh đặc biệt quan trọng. Trong mùa báo cáo tài chính quý 2 năm nay, nhiều nhà đầu tư đã phải ngã ngửa vì sự chênh lệch quá đỗi giữa con số ước tính và con số trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Câu chuyện về những doanh nghiệp bỗng nhiên công bố lỗ sẽ được bàn luận trong chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này. Vâng, thưa quý vị, những doanh nghiệp bất ngờ công bố lỗ hoặc từ lãi thành lỗ có thể kể đến những cái tên như cổ phiếu QBS của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, hay cổ phiếu TTF của Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, hay cổ phiếu GVC của Công ty Cổ phần Y tế Việt Nhật. Đây là những điều nhức nhối trên thị trường chứng khoán Việt Nam bấy lâu nay. Những doanh nghiệp mới đây bất ngờ báo lỗ có thể kể đến. Cổ phiếu TTF của Công ty Cổ phần gỗ Trường Thành bỗng nhiên lỗ ngàn tỷ do thất thoát hàng tồn kho. GVC đột ngột lỗ 1.335 tỷ đồng sau kiểm toán do dự phòng phải thu với các bên liên quan đến ban lãnh đạo cũ. Với những doanh nghiệp như thế, nhà đầu tư có kịp trở tay, niềm tin của họ đã bị đánh mất như thế nào? GVC cũng dạng giống như kiểu của TTF. Họ không phải là hàng tồn kho, mà họ là book lợi nhuận xong, nhưng dòng tiền không về. Cái giá trị lãi ở đó, lợi nhuận đó họ để ở bên phần các khoản phải thu. Và khi vụ việc bị phanh phui ra, tiền không thu được thì họ phải hạch toán, và như vừa rồi vừa ra báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của GVC là bị lỗ hơn 1.000 tỷ, cũng không kém gì TTF. Và gần đây nữa thì có vụ của MTM trên sàn chứng khoán Upcom cũng gây thiệt hại rất lớn cho các nhà đầu tư về cái vấn đề minh bạch thông tin. Thấy rằng nó đã tác động khá là nhiều đến cái tình hình thị trường, đặc biệt là thứ nhất là đối với giá cổ phiếu của chính các cái công ty này. Thứ hai là nó làm sứt mẻ tương đối nhiều cái niềm tin của nhà đầu tư đối với cái sự minh bạch của các công ty trên thị trường. Đặt dấu hỏi về việc tại sao hai sở giao dịch lại để nhiều doanh nghiệp công bố thông tin như vậy ra thị trường chứng khoán mà không có những chế tài nào bảo vệ cho nhà đầu tư. Câu trả lời nhận được là sở không có chức năng xác minh điều tra. Họ công bố thế nào thì có lẽ là chúng tôi cũng chỉ biết được đến như vậy. Chứ còn chúng tôi không phải là cơ quan chức năng để đi, ví dụ như đi xác minh, đi điều tra về làm rõ những cái thông tin đó cụ thể là như thế nào. Thì đây là trên cơ sở chúng tôi yêu cầu họ giải trình. Thì họ giải trình như thế nào thì chúng tôi công bố thông tin ra thị trường như vậy. Có lẽ là khả năng giám sát của các cơ quan liên quan, cơ quan quản lý chưa được cao. Có lẽ những giải thích từ phía sở giao dịch chứng khoán là chưa thỏa đáng, bởi nhà đầu tư có lý khi cho rằng sở chấp thuận cho doanh nghiệp lên sàn đồng nghĩa là nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, chất lượng doanh nghiệp trên sàn. Không thể nói rằng doanh nghiệp muốn công bố gì cũng được, và trong những trường hợp này, nhà quản lý không nên đứng ngoài. Vâng, như vậy là việc doanh nghiệp công bố thông tin như thế nào thì trách nhiệm trước hết thuộc về doanh nghiệp. Nhưng điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp nếu công bố thông tin sai lệch thì trách nhiệm thuộc về ai? Dù được coi là minh bạch, chuẩn mực nhất, nhưng trên thực tế vẫn có những lỗ hổng về tính chính xác trong các số liệu của báo cáo tài chính kiểm toán. Là công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo tài chính của TTF trong 5 năm từ 2011 đến năm 2015 được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán DFK Việt Nam. Nếu lật lại các báo cáo kiểm toán của gỗ Trường Thành, các ý kiến đều là chấp thuận toàn phần, không có báo cáo tài chính nào chỉ được chấp nhận từng phần hoặc từ chối nêu ý kiến không chấp nhận. Điều đó có nghĩa là báo cáo tài chính đó đã được đảm bảo về các tiêu chuẩn kế toán và nhà đầu tư có thể tin tưởng. Nhưng 6 tháng sau, một công ty kiểm toán khác là Eunjang Việt Nam đã phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng tại gỗ Trường Thành. Kiểm kê phát hiện thiếu tới gần 980 tỷ đồng hàng tồn kho, khiến cho gỗ Trường Thành lỗ gộp tới 807 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Khi sự cố xảy ra, nhiều nhà đầu tư lật ngược lại vấn đề và đặt dấu hỏi, trách nhiệm của công ty kiểm toán DFK này là như thế nào? Thất thoát đến cả hàng nghìn tỷ đồng hàng tồn kho này thì mà công ty kiểm toán mà lại không có ý kiến loại trừ, nhưng theo tôi thì công ty kiểm toán này cũng chưa làm hết trách nhiệm của mình, bởi vì đây là một con số quá lớn và ảnh hưởng đến hầu hết quyết định của nhà đầu tư. Cổ phiếu mà đang có liên quan đến những vấn đề về kiểm toán thì rõ ràng nó giáng cái đòn tương đối mạnh đến cái tâm lý của nhà đầu tư.
Trên thị trường chứng khoán đã từng có rất nhiều các sự cố sai lệch nghiêm trọng của doanh nghiệp liên đới đến công ty kiểm toán như cổ phiếu DVD của dược phẩm Viễn Đông do kiểm toán Ernst & Young và công ty trách nhiệm kiểm toán và tư vấn ANC thực hiện, hay cổ phiếu BBT của bông bạch tuyết do công ty kiểm toán và tư vấn ANC thực hiện, cổ phiếu GVC của công ty thiết bị y tế Việt Nhật được kiểm toán bởi công ty kiểm toán KPMG, hay gần đây nhất là cổ phiếu MTM do công ty kiểm toán IFC thực hiện, cũng phát hiện những sai phạm về số liệu báo cáo kiểm toán năm 2014 nhưng vẫn được lên sàn Upcom. Câu hỏi là tại sao mà với cái báo cáo tài chính như thế và với tình hình kinh doanh của MTM mà tại sao là kiểm toán viên lại không có ý kiến ngoại trừ là trách nhiệm của đơn vị kiểm toán đây, cụ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC thì trách nhiệm của họ đây là gì? Thực tế thì chẳng có chế tài nào dành cho đơn vị kiểm toán hay kiểm toán viên, vì theo luật kiểm toán thì kiểm toán viên không chịu trách nhiệm trong việc tìm ra những gian lận. Đây là một lá chắn khá an toàn cho các công ty kiểm toán khi xảy ra gian lận. Sự chính xác của báo cáo tài chính khi đến tay nhà đầu tư không chỉ phụ thuộc vào ban giám đốc công ty, nó cũng phụ thuộc cả vào đạo đức của kiểm toán viên. Không chỉ nhà đầu tư trong nước lắc đầu với sự tồn tại này trên thị trường, nhà đầu tư nước ngoài cũng thể hiện sự e ngại. Công ty nhân viên các công ty kiểm toán có thể là cái trình độ còn cái kinh nghiệm còn non kém thì có thể bỏ nằm thiếu sót mất một số cái hạng mục thì nó sẽ gây ra cái sự sai sót con số. Thứ hai là cũng có thể là cố ý để làm cái báo cáo nó đẹp lên, thì có hai lý do như thế. Còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài thì thật ra mà để mà xem một cái báo cáo tài chính của Việt Nam và sau đó là đánh giá là cái báo cáo đó là chuẩn mực rồi hay là có cái báo cáo đó là đáng nghi ngờ thì rất là khó. Những scandal về kiểm toán đã từng xảy ra ở cả những công ty kiểm toán có uy tín, doanh nghiệp lớn. Vì thế, khi cơ chế giám sát, sự thật thà của ban lãnh đạo doanh nghiệp chưa đủ lớn, nếu nhà đầu tư giao phó số mệnh tài khoản của mình đơn thuần dựa vào những con số trong báo cáo tài chính công bố, thì không thể dám chắc một ngày nào đó họ không phải nếm trái đắng của sự lừa dối. Khi doanh nghiệp cố tình cung cấp thông tin sai lệch trong báo cáo tài chính, kiểm toán viên có dễ dàng phát hiện, có khả năng bắt tay giữa doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán hay không, và trách nhiệm thuộc về ai, những dấu hiệu đáng chú ý khi đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp là gì? Để trả lời cho những câu hỏi này, phóng viên của kênh truyền hình VTV đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thúy Nga, thành viên hội đồng thành viên hãng kiểm toán ASC. Xin cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VTV. Thưa bà, đối với những doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán mà bất ngờ công bố lỗ hàng ngàn tỷ đồng thì bà có bình luận thế nào về điều này? Nó là phải cả là một quá trình, chứ nó không thể nào một năm, cũng rất ít. Có những cái trường hợp đặc biệt thì có thể là nó sẽ có những cái bất thường đối với doanh nghiệp đó. Nhưng mà nếu như mà mình đang trao đổi là về vấn đề là đơn vị vẫn đang hoạt động bình thường mà tự nhiên nó lỗ, thì nó sẽ phải có những cái dấu hiệu từ trước. Nó trải qua quá trình nhiều năm, tức là nó tích lũy nhiều năm. Ví dụ như một đơn vị họ hạch toán về phương pháp, về hàng tồn kho, nó chưa phù hợp với đơn vị đấy, nhưng tự nhiên đến năm đấy họ thay đổi cái phương pháp đó thì nó có thể ảnh hưởng rất là lớn đối với những đơn vị sản xuất. Thế nhưng mà trước đó thì những cái phương pháp đó có thể nó không phù hợp, nó chưa phù hợp. Thế nhưng mà đến cái thời điểm mà năm đó họ mới thay đổi, họ quyết định thay đổi và sẽ thay đổi lại toàn bộ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến doanh nghiệp. Đối với cái hạng mục mà hàng tồn kho trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, khi doanh nghiệp cố tình khai khống thì các kiểm toán viên có dễ dàng phát hiện ra hay không ạ? Thủ tục kiểm toán của người ta nếu thực hiện đầy đủ người ta cũng có thể phát hiện được ra, bởi vì trên hàng tồn kho cái mà quan trọng là cái tính hiện hữu của hàng tồn kho, cũng giống như là tài sản cố định chẳng hạn. Thì tính hiện hữu tức là tính có thật. Mà tính có thật thì khi làm kiểm toán một thủ tục bắt buộc đó là phải kiểm kê. Nhưng mà anh có thể kiểm kê, ví dụ những đơn vị lớn, anh không thể kiểm kê 100%, anh kiểm kê chọn mẫu, đấy là thủ tục kiểm toán. Thế thì kiểm kê chọn mẫu thì anh sẽ có những cái hàng tồn kho nào mà nó là ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính và nó là số lớn trên cái báo cáo tài chính thì anh sẽ phải chứng kiến kiểm kê. Mà khi anh chứng kiến kiểm kê rồi thì đương nhiên là nó không thể là khống được, vì chắc chắn là tính hiện hữu nó có ở đấy hay không, kiểm toán viên sẽ chứng kiến đơn vị thực hiện kiểm toán, thì kiểm toán viên đến đó, tại đó anh có thể biết được là nó có tài sản ở đó hay là không. Nếu mà đơn vị kiểm toán đã vào cuộc với các doanh nghiệp, đã làm việc với doanh nghiệp mà vẫn không thể phát hiện được cái khoản thiếu hụt hàng tồn kho, hoặc là không thể phát hiện được doanh nghiệp khai khống hàng tồn kho, thì trách nhiệm lúc đó thuộc về ai? Người ta cũng sẽ phát hiện được, vì nếu mà bằng các thủ tục kiểm toán thông thường thì người ta sẽ phát hiện được. Nếu mà có sự tiếp tay thì lúc đó thì về mặt
chuyên môn nghề nghiệp, với cái sự nhạy cảm của một kiểm toán viên, thì chắc chắn là kiểm toán viên biết rằng là đấy là có rủi ro. Và như vậy thì cái rủi ro đấy nếu mà gặp phải thì đương nhiên kiểm toán viên đấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Vâng, vậy thì xin bà cho biết những cái dấu hiệu bất thường mà các nhà đầu tư cần chú ý khi đọc báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Đầu tiên là nhìn cái ý kiến trên báo cáo kiểm toán, xem ý kiến đó là dạng ý kiến gì, dạng ý kiến chấp nhận toàn phần hay là ý kiến ngoại trừ, hay là ý kiến từ chối, hay là ý kiến trái ngược. Tiếp theo đó là người ta có thể xem về bảng, các cái bảng cân đối báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán thì cũng có thể xem các cái sự biến động qua các năm, ví dụ bao giờ báo cáo tài chính nó cũng sẽ trình bày trên cái có số so sánh, tức là số so của kỳ trước và kỳ này, năm trước so với năm nay. Tiền mặt năm trước của người ta chỉ có khoảng 2-3 tỷ mà năm nay có mấy trăm tỷ chẳng hạn, thì liệu cái này nó có lý do hay không, lý do nó có hợp lý hay không. Ví dụ như đơn giản như hàng tồn kho cũng vậy, ví dụ năm nay anh như này thì năm sau hàng tồn kho nó lớn, thì anh có những cái dự án gì lớn hay không, mà lý do vì sao, hay thị trường, hay do cái gì đó, thì mình cũng có thể nhìn nhận được. Ví dụ doanh thu của anh có biến động bất thường hay không, và tốc độ tăng của doanh thu so với tốc độ tăng của giá vốn nó có phù hợp hay không. Ví dụ như doanh thu mà tăng lên 50% nhưng mà giá vốn lại tăng đến 70-80%, thì có phải lý do là do thị trường hay là do anh mua phải những cái hàng gì đó hay như nào đấy, thì anh cũng có thể có những cái câu hỏi, có những cái suy nghĩ và có những cái tìm hiểu hơn, để anh có thể xem cái phần thuyết minh, để anh xem, để anh giải thích được cái lý do đấy. Mà khi không giải thích được lý do đó thì anh cũng thấy là những cái đấy là những cái bất thường mà anh có thể quan tâm. Khi mà lợi nhuận không tăng nhưng mà trên cái bảng cân đối kế toán các cái khoản đầu tư nó tăng chẳng hạn, thì mình cũng có thể biết rằng đơn vị có những cái dự án mới, và cái dự án này thì mình cũng có thể nhận biết, tìm hiểu thêm ở bên ngoài xem là nó có khả thi hay không, nó có những cái nhiều những cái dự án mới hay không, hoặc là nó liên kết với cả đội nào, nó đầu tư thêm vào công ty nào. Và một cái quan trọng nữa là các nhà đầu tư cũng nên xem xét đến cái phần dòng tiền. Ví dụ dòng tiền của đơn vị thì cũng một đơn vị lành mạnh, ví dụ doanh thu của anh tăng nhưng mà dòng tiền của anh lại kém đi, tức là anh bán nhưng mà anh không thu được tiền chẳng hạn, thì khi anh không thu được tiền thì rất có thể năm nay anh không thu, năm sau anh bị quá hạn, anh lại trích nập dự phòng chẳng hạn, thì cái đấy nó cũng không phải là, nó cũng không tạo nên một cái lành mạnh của doanh nghiệp. Xin cảm ơn những phân tích của bà. Chương trình chứng khoán cuối tuần xin được tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.